Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những mặt hàng có tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên cho các bác đây là một cái giỏ trầm nhé các bác nhá. Đây là một chậu trầm tím như thế này. Mã số B19, chậu này có giá là 130.000 nhé, 130.000 trầm tím. Mã số 19. Mã số B19 nhé, B19. Mã số B20, một chậu trầm tím như thế này. Đấy. Chậu này có giá là 200.000, mã số B20. B20 200.000. Cũng trầm tím nha các bác nhé. Trầm tím hàng rừng đấy ạ. Đó, tiếp theo là một giò đơn cam, một giò đơn cam nhiều thân như thế này. Đấy, thân hoa rất là nhiều, 1 2 3 4 5 này, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 thân hoa như thế này. Đấy, giò này có giá là 280.000 nhá, 280.000 đơn cam. 280.000 đơn cam. Tiếp theo lên cho các bác là một giò chuỗi ngọc trồng thuần trên một củ gỗ như này. Chuỗi ngọc thuần củ gỗ. Đấy, trong này có giò này có giá là 200.000 đồng. Mã số B22. B22 200.000 đồng, dễ trắng xóa như này. Đấy. B22 200.000 đồng. Chuỗi ngọc. B23 một giò chuỗi ngọc nữa, trồng thuần trên một cục gỗ lũa như này. Đây. Giò siêu to khổng lồ luôn các bác nhá. Đấy. Chiều ngang của nó được 2460 cm. Chiều cao của gỗ được gần 50 cm. Đấy. Chi chít di dít cây như này. Giò này có giá là 1.200.000 đồng, mã số B23. 1.200.000 đồng, B23. Chuỗi ngọc. Tiếp đến là một giò tam bảo sắc. Một chậu tam bảo sắc đây. Gồm có 6 cây. Mã số A54 có giá là 200.000 đồng. A54 200.000 đồng, 6 cây tam bảo sắc ạ. 200.000 đồng. Cây đã thồng thuần rất là lâu rồi, cây rất là đẹp ạ. Tiếp đến là một giò quế trắng tháng 8. Giò này được 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. 8 cây to nhỏ như thế này. Để nói chung có mỗi 1 2 cây nhỏ thôi, còn đầu toàn cây to hết rồi. Mã số B75 có giá 500.000 đồng nhá, 500.000 đồng. Quế trắng tháng 8 mã số B75. B75 500.000 đồng. Quế trắng tháng 8 B75 500. Tiếp theo lên là một giò long tu xuân, trồng thuần trên một bảng gỗ dài được gần 30 cm như này. Đấy, cây rất là đẹp ạ. Giò này cá mã B18 có giá 180.000 nhé. 180.000, mã số B18 long tu xuân. 180.000. Tiếp đến là một giò nhạn 4L như này, gồm 2 cây. 2 cây nhạn 4L như này. Đấy, mã số B17 có giá là 300.000 đồng. B17 300.000 đồng ạ. Nhạn 4L B17 300. Giò ngọc thạch 3 màu. Nói chung là nó nhiều thân lắm nha các bác nhá. Em buộc vào này cho nó gọn thôi. Siêu nhiều thân luôn, hơn 20 thân hoa đấy. Mã số B16 200.000 đồng. 200.000 đồng mã số B16 ngọc thạch 3 màu. B16 200.000. Mã số B15. B15 đây một giò kim thoa nhá, kim thoa, cây rất là dài. Đấy, cây dài cả mét rưỡi cơ. Đấy, rất nhiều thân hoa, nguyên một rề đây. Toàn thân tơ hết các bác nhá, toàn thân tơ hết. Giò này mã số B15 có giá là 250.000 đồng, mã số B15. 250.000 nhá. Kim thoa 250. Giò đuôi chồn mã số B11. B11 đuôi chồn. Giò này được 1 2 3 4 5 6 cây, 6 cây chồn này. Đấy, phần cũng khá lâu rồi, rễ rất là dài đấy. Mã số B11 200.000 đồng. B11 200.000 đồng đuôi chồn. Một giò hạc đỉnh mặt hoa như này các bác nhá, hạc đỉnh hoa như này. Đấy. Mã số A49 200.000. A49 200.000 hạc đỉnh ạ.
200. Giò tóc tiên hương dừa, tóc tiên hương dừa trồng thuần một củ gỗ như này. Đang rất nhiều hoa nhé các bác nhé. Để hoa nó vừa mới lở thôi. Cực kỳ thơm luôn ạ. Tóc tiên hương dừa. Hoa thì mùi rất là thơm, hoa màu đỏ và cực kỳ thơm. Độ bền hoa của nó lên đến hơn 1 tháng nhé. Độ bền hoa hơn 1 tháng. Về các bác chơi thoải mái luôn. Đấy, mã số D75 có giá là 250.000 ạ. D75 250.000. Tóc tiên hương dừa. Mã số B24, đây là chậu trúc Phật Bà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân, thân dài nhất là được 40cm. Đấy, trúc Phật Bà, cây đang xuống lá nha các bác nhé, cây đang xuống lá. Mã số B24, 280.000, 280.000 mã B24, trúc Phật Bà, B24, 280.000. Tiếp đến là một giò trúc Ngọc. Trúc Ngọc một chậu như thế này có giá là 200.000 đồng, mã số D96. D96 200.000 đồng trúc Ngọc, hoa thì siêu thơm luôn rồi. Đấy, trúc Ngọc 200, mã D96. Chậu cọp đỏ. Cọp đỏ hiện tại đang được 1 2 3 4 5 cần hoa. Cọp đỏ này 5 cần hoa có giá là 200.000 đồng, mã số A89. A89 200.000 đồng, cọp đỏ 200, A89. Giò tiếp theo là một giò bạch ngọc đuôi công, mã số A81, 200.000 đồng. Bạch ngọc đuôi công A81 200.000 ạ. Bạch ngọc đuôi công, hoa trắng và có mùi hương rất là thơm nhé. Tiếp đến một giò chun lan. Chun lan được mệnh danh là nước hoa của Pháp nha các bác nhé. Hoa cực kỳ thơm. Đấy, những quả của nó thôi. Đấy, quả già. Mã số A56 có giá là 200.000 đồng. A56 200.000 đồng. Hàng đang có nụ nha các bác nhé. Hoa cực kỳ thơm luôn nha các bác nhé. A56 200.000 đồng. Tiếp đến một giò mạc tứ thời. Giò mạc tứ thời như thế này. Mã số A3 có giá 200.000 đồng. 200.000 đồng mã số A3 mạc tứ thời. Mã số A50. Đây là một giò da báo gồm 1 2 3 4 5 6 cây. 6 cây da báo trồng thuần trên đĩa giớn như này nhá. Đấy, cây mở lá cực đẹp này. A50 có giá là 200.000 đồng. A50 200.000 đồng ạ. Đây là da báo. Tiếp theo là một giò kim ngân. Đấy, một giò kim ngân siêu nhiều thân như thế này. Thân tơ rất là nhiều, mã số A5 có giá là 250.000 đồng. 250.000 nha các bác nhá. Mã số A5 kim ngân, một giò siêu to luôn. Một chậu trầm cổ. Trầm cổ gồm được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thân, 12 thân hoa như này trầm cổ. Mã số A7 có giá là 200.000 đồng. A7 200.000 đồng trầm cổ nhé. A7 200. Hoa cực kỳ thơm màu tím nha các bác nhá. Giò hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi trồng thuần trên cái đĩa giớn như thế này. Mã số A59 200.000 đồng. A59 200.000 đồng hoàng thảo vôi. Đấy, cực kỳ nhiều thân hoa luôn ạ. A59 200.000 đồng hoàng thảo vôi. Chậu hoàng thảo ken hiện tại đang lên được 4 mầm gốc này, 1 2 3 4 mầm gốc xòe hai bên cực đẹp luôn nhá. Và đang lên được 1 2 3 cái mắt hoa đây. Đấy, còn đoạn trên này tầm hơn 20 cm nữa là đúng mùa để các bác chơi. Giờ chơi trước ba cái mắt này đã. Đấy, mã số A48 có giá là 200.000 đồng. Hoàng thảo ken A48 200.000 đồng ạ. Hoàng thảo ken. Tiếp theo là một giò gà nhé các bác nha. Đây là gà 5 cánh trắng và họng của nó là họng hồng. Và rất là đẹp ạ. Mã số A85 có giá là 450.000 đồng. Gồm có 3 kg. Rất là dài, 3 kg, dài hơn 2 kg, hơn 30 cm đây.
và đang lên được 1 2 3 cái mầm gốc, 30 g 3 cái mầm gốc đang lên rồi nhá. Mã số A8 450.000 và 5 cái trắng họng hồng. Tiếp theo lên cho các bác một giò mạc xuân như thế này. Mạc xuân một chậu to như này. Mã số D58 có giá là 200.000 đồng. D58 200.000 đồng, mạc xuân nha các bác nhá. D58 200. Giò kim điệp xuân. Một giò nhiều thân như này. Trồng trên một củ gỗ lũa đây nhá, củ gỗ lũa. Đấy, trồng ngang như này. Giò này cục gỗ dài được 2, 4, 6, 8, 10, 1 mét nhé. Cục gỗ dài 1 mét đấy. Cục gỗ lũa dài 1 mét. Và rất là nhiều thân tơ, thân hoa như này nhé. Mã số B31 800.000 đồng. B31 800.000 đồng. Gỗ lũa đây và cây đây. 800.000 mã số B31. Đây là kim điệp xuân. Giò đùi gà tròn mã số C33 đùi gà tròn, thân hoa rất là nhiều, những cái thân lá này rất nhiều thân hoa nha các bác nhá, thân rụng lá này rất nhiều thân hoa luôn ạ, mầm gốc thì lên siêu nhiều luôn rồi. Giò này mã số C33 600.000, C33 600. Đây là đùi gà tròn C33 600. Giò kiều dẹt mã số B99 có kiều dẹt này có giá là 700.000 đồng nhé, 700.000 đồng ạ. Kiều dẹt các bác biết rồi, kiều dẹt thì giá của nó rất là cao. Đấy, 700.000 đồng mã số B99 kiều dẹt. Một chậu vạch đỏ. Đấy, chậu vạch đỏ như thế này, trồng thuần trên cái đĩa lớn này, cây rất là dài. Mã số B33 có giá là 250.000. B33 250.000. Đây là vạch đỏ nhé, vạch đỏ B33 250. Mã B34 đây là một giò phượng vĩ. Phượng vĩ hoa đỏ gồm có 15 thân hoa, chậu như này mã số B34 có giá là 200.000. 200.000 đồng mã số B34. Mã số B26 đây là thằng vũ lữ cam lửa. Hiện tại thì chậu này có một cần hoa thôi nhé, củ rất là to, đang có một cần hoa như này, cam lửa củ to này. Mã số B26 chậu này 200.000 thôi ạ, 200.000 đồng mã B26 200.000 đồng cam lửa. Mã B28 đây là một chậu ngọc nữ, hiện tại được 1 2 3 4 5 6 cần hoa dài, 7 cần hoa dài đây. Đấy, được 7 cần hoa như này. Về các bác về nhà một thời gian sau là có hoa chơi luôn. Mã số B28 có giá là 230.000, ngọc nữ nhé, vũ nữ ngọc nữ. Chậu vũ nữ tiếp theo, một chậu vũ nữ tiểu thần tiên. Chậu này thì gồm có 4 cần hoa nhé. Chậu vũ nữ tiểu thần tiên này được 4 cần hoa. Mã số A74 240.000. 240.000 ạ, vũ nữ tiểu thần tiên 4 cần hoa. Chậu vũ nữ hoàng hậu xanh mã số B27 một chậu như này. Có giá là 160.000 đồng. 160.000 mã số B27 vũ nữ hoàng hậu xanh, củ cực to luôn. Chậu vũ nữ sô cô la 2 cần hoa như này. Đấy, có giá là 230.000. 230.000 vũ nữ sô cô la 2 cần hoa. Đấy, hoa vẫn đang nở đây, vẫn còn rất là nhiều nụ vẫn chưa nở ra đâu. 230.000. Chậu kiều vuông lộc bắc. Hàng siêu to như này, thân rất là dài. Thân dài được 40 cm. Hiện tại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 thân lá, 25 thân, chậu 25 thân như này nhé. Mã số B25 của giá 900.000 đồng, 900.000 đồng. Đây là kiều vuông lộc bắc hàng hoa Tết nha các bác nhé. Thân thì nói chuột luôn các bác, là thân siêu to luôn đấy, ngón tay cái
to gần gấp rưỡi cái luôn. B25 200.000 đồng. À quên mất 900.000 đồng. B25 900. Giò kiều vuông Lộc Bắc tiếp theo, một giò như thế này. Đấy, giò này năm nay cũng chơi hoa, có hoa thoải mái rồi, cũng toàn cây to dài luôn luôn. Mã số B13 180.000 đồng ạ. 180.000. B13 180.000. Kiều vuông Lộc Bắc. Tiếp theo là một giò kiều mỡ gà Lâm Đồng. Hàng hoa mỡ gà Lâm Đồng thì giá rất là cao và hoa cực kỳ vàng nhé, rất đẹp. B14 200.000 đồng. B14 200.000 đồng. Kiều mỡ gà Lâm Đồng. Tiếp theo là một giò kiều vuông siêu tím, đang có rất nhiều nụ nhé. Giò này được 8-9 cái nụ nha các anh nhé. Đấy, nụ nó sưng to lắm ở đây, nó lồi ra bằng nửa hạt gạo rồi. Mã số A92 200.000 đồng. 200.000 đồng mã số A92. Đây là kiều vuông hoa siêu tím nha các bác nhá. Tiếp theo là một chậu kiều tím Yên Tử mã số A95, hàng cây giống như này. Có giá là 150.000 ạ, kiều tím Yên Tử 150.000. Mã số A95 150.000. Một chậu trúc đen mã số B30. B30 trúc đen. Hoa màu vàng rất là thơm nhé. Chậu này có giá là 200.000 đồng ạ, trồng thuần trên cái đĩa lớn như này. 200.000 đồng, trúc đen, mã số B30, trúc đen 200. Mã số A65, đây là một chậu vàng phi hạc, vàng phi hạc, đấy, vàng phi hạc mắt đen, mã số A65, có giá là 200.000 đồng, 200.000 đồng, vàng phi hạc mắt đen, 200. Mã số B10, một giò hỏa hoàng cam. Đấy, giò này trồng thuần trên khúc gỗ dài được 40 cm. Mã số B10 có giá là 200.000 đồng. B10 200. Hỏa hoàng cam. Tiếp đến là một giò hạc vĩ thiên cung. Mã số D87 200.000 đồng. D87 200.000 đồng hạc vĩ thiên cung. Đấy, cực kỳ nhiều thân nhá. 200.000 đồng hạt vĩ thiên cung mã D87. Giò đùi gà tròn mã số A70, một chậu như thế này, gồm siêu nhiều mầm gốc luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 này. 23 24 25 26 27 28 29 mầm gốc. Đếm kỹ nó còn hơn đấy. Mã số A70 300.000 đồng. Đấy là những cái mình nhìn thấy này em mới đếm thôi. Còn khuất khuất thì không nhìn thấy đâu, chưa đếm. Tiếp đến một giò kiều vàng mã số B29, B29 một chậu kiều vàng như này. Đấy. Có giá là 200.000 đồng B29. B29 kiều vàng 200.000 đồng. Giò kiều tiếp theo là một giò kiều mỡ gà. Đấy, kiều mỡ gà. Một chậu như này lá rất là to các bác nhá, lá bản lá rất là to. Chậu này mã số A79 350.000. A79 350.000 kiều mỡ gà. A79 350. Cho thanh đạm mắt ngọc. Mã số B32. B32 thanh đạm mắt ngọc. Đấy. Chỗ này có giá là 150.000 nhá. Thanh đạm mắt ngọc 150.000. Giò thanh đạm sữa. Thanh đạm sữa. Giò này cũng có giá 150.000, mã số D61. D61 150.000. Thanh đạm sữa. Một giò lụa vàng. Lụa vàng hàng hoa Tết nha các bác nhá. Cái giò này, hoa thì của thằng lụa vàng này sẽ lở chuẩn đét Tết luôn. Đấy, không phải kích kiếc gì đâu. Mã số D89 250.000. 250.000 lụa vàng. Giò hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn nguyên một dề đấy nhá. Mã số B3 300.000 đồng ạ. 300.000 đồng hoàng thảo xoắn B3. 300. Giò đuôi chồn trồng thuần trên củ gỗ dài 80 cm này, mã số A85, giò này có giá 500.000 đồng, gồm 10 cây nhé, 10 cây chồn to như này, rất là đẹp rồi ạ. Giò anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668, số điện thoại của em là cái lối Zalo rồi nhá. Rồi em chào tất cả mọi người ạ.